sang gần ồ đó thâu rồi thâu đó nó thâu đó quá ngon nó bị nín nha quý vị chết một bên chín bên sống cái nào nín để cho đông cái nào nín này đông á đông nín á tại nó còn chặt quá đó đây là nó nổi hình luôn á cho nên sao vậy đầu la thầy bà già tao hồi nó bắt đầu á đôi chừng là bà vớt ra bà bỏ dưới nằm đây nó để thẳng thẳng vậy á là lật lại nó dễ con bỏ mở ngang ngang vậy á là khó bỏ thẳng vậy này thì khi mình lật cái nhỏ con tường chính nè cái ngực tường có bộ con nè mấy cái này nó nổi lên trên nè chứ sao sống không sao đâu cho đem ra đi rồi biết à cũng bị luôn hả không nè bà cái chị cái nó nằm dưới á ngon rồi chứ có chi đâu nè thấy được hả thấy là thấy nó bóng ớt rồi nhiều món cái đậu sống á tao là ngồi là mày nuốt nước miếng cái đậu sống á để cầm bông khi nào cho bữa nào họp đi họp tổng hội nó ngồi nó ăn rồi cho nó ăn đó nhưng mà sao họ nói là gặp bánh bánh tét sống là hơn về là năm nay khóa ba mình bảo đảm trúng số luôn nấu bánh tét là mà sống á là hơn bảo đảm mày luôn nấu nên nồi á mà gần 10 tiếng đâu tao hỏi mày mày nấu sao mà sống được nấu cả 10 tiếng à nấu hết ba đòn của anh đông gói vậy đó không đóng là hai gói đó thì biết tại sao mà lại cuộn đông không cần hai cái gì cần cái gì đó cái không phải mà lại không phải lại lấy cuộn đông mà cái cuộn đông chính là ai cũng chính hết rồi nó hay là cái tại cái chỗ với bạn thì dày quá phải có tiền thuê kiếm hết rồi cái đồng sống là phải gối rộng không phải là không phải là đồng gói phải cột rộng ngon ngon có vậy thấy gì đó cả chị có ngon rồi không biết rồi vậy tao nói mày bằng lách chuối lách chuối mà thắng nước vô không thể ra lấy dễ nữa lấy dễ nữa lấy dễ nữa thì bạn này là tôi biết là cuộc thi vậy này không có anh nghe không có chồng mà con là nuôi lớn lên là phải nhờ được tươi hơn mà con nó không có chịu bạn nói nấu một cái kiểu này rất khó không cái ta nói thiệt á cho nên bảo đảm hơn rồi đâu đừng thôi làm nó tốt nhất nó nặng đều còn cái này á mặt trên mặt dưới à, bên kia là đừng đừng á thì thấy không thì thấy không cái này là lạ tươi hơn của khi diễn là lạ tươi hơn cho nên ra màu xanh đậm đà hơn đầy đủ là mình vui rồi. Đúng ra đó mình phải, phải có một cái gì đó, mình ép nó xuống. Rồi nè, ngon rồi. Vậy là mấy thằng ở dưới là số 1 này. Vậy đó là đúng là mình để cái dàn đó. Rồi phải có tấm thớt dàn. Đúng rồi. Có tấm thớt mẹ. Còn ta bữa bữa nào mình đậu mình cứ lên bên vậy vậy cái thằng kia nè, cái bự nó tội. Mặc dù là nước nó ngập nhưng mà không nóng hao không nóng bằng. Có lúc ngập có lúc không. Tại lý do là thằng kia nó đổi. Bữa thằng kia mình đậu quá, có khi nó thiếu nước. Thằng này nó nửa giờ nó chăm lần. Không thiếu nước. Ai đâu mà bây giờ cái này rút kinh nghiệm bây giờ mình làm lại lần nữa coi. Đi năm nết tối làm. Mình đậu á. Làm sao mình đậu đừng mình cứ thọt xung quanh thôi. Cho đừng cột cột đệ nằm ngang. Đồng nhân nó dễ á. Bởi vì tao bác á. Mày nói là dần dần chứ mày cứ thọt. Dần dần á. Mà nấu rồi bác có cái nào dứt ra nó máng lên. Mày coi. Đó. 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 Đó